Vâng, xin mời quý vị trở lại với chương trình phần 2 của Skin Zone Khỏe Trai Đẹp hôm nay cùng với khách mời của chúng ta là cô Diane và bác sĩ Hạnh. Bác sĩ ơi, bác sĩ có thể cho biết thêm một tí xíu về cái câu trả lời của cô Diane trước khi mà chúng ta vào cái phần quảng cáo đó. Là bởi vì Diane nói là bác sĩ là người duy nhất là đã nói cho cô Diane sau khi mà cô đã phải đi chữa trị rồi phải đi mổ về cái vấn đề keloids và cô vẫn gặp cái vấn đề đó, và cô lại nói rằng bác sĩ ngoài cái việc chữa trị cái phần bên ngoài thì bác sĩ đã giúp cho cô cái chữa trị phần bên trong. Bác sĩ có thể nói rõ hơn không là tại sao mà như tại sao phải mổ và tại sao cái mổ lại không thành công? Dạ vâng. Keloid treatment đó là trước hết đó, khách thường là đi khám bác sĩ gia đình và bác sĩ gia đình là trị bằng một cách thường đó là trị bằng steroid, là thuốc để chích vô cái thẹo cho cái thẹo nó mềm và nó teo đi. And some of the time chỉ trị như vậy không thôi, nó có làm việc. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh của Diana đó, she's a severe case, rất là nặng. So không phải mình trị mà chỉ bên ngoài không, mà không có làm cái gì thêm đó thì không bao giờ successful. Right. Tại vì Diana đã trị nhiều lần lắm rồi với nhiều bác sĩ mà không có thành công. Trước hết đó là thẹo lồi là không bao giờ cắt đi, là nó biến đi, tại vì nó sẽ trở lại, mà nó trở lại còn nặng hơn nữa, gấp mấy lần như vậy. So even nếu mà mình có cái thẹo nhỏ, bác sĩ nào mà giới thiệu bằng cách cắt đi là cái thẹo đó nó sẽ trở lại 3 lần lớn hơn. Wow. So never trị bằng giải phẫu. Thứ hai đó, nếu mà trị bằng chích cái thẹo nhỏ mà mới thì có thể nó thành công, nhưng mà in Diana case no, phải trị từ trong. Tại sao? Because cái thẹo là một cái inflammation, một cái loại sưng trong cơ thể. Cơ thể nó đã làm độc rồi thì mình phải trị sao cho cơ thể nó mát lại. Cái danh từ Việt Nam là mát lại ha. Thì mát lại là làm là sao? Mình phải ăn uống healthy, so eat healthy. So bác sĩ nói rõ hơn, ăn healthy là nhiều rau, ăn thịt, nhưng mà ăn thịt tốt cho mình là gà, cá, thịt heo hay bò, nhưng mà ăn ít thôi chứ phải không có ăn nhiều. Ăn nhiều rau hơn là ăn thịt. In Diana's case, tại vì cô ăn nhiều fast food quá, Hạnh bảo rằng là bây giờ switch to a keto diet, là mình tránh carbs. Carbs là gì? Là bột, bánh mì, tinh bột. Dạ, tinh bột. Tinh bột, bánh mì, cơm, hủ tiếu, bún này nọ. Yeah. Kẹo, nước ngọt, tránh mấy cái đó. Đó là slowly over time Diana thấy cái sự mà cách trị ở văn phòng nó có hiệu. Chích nó lại teo đi. Mà Hạnh làm thêm một cái technique nữa, đó là làm laser. Mà cái laser không phải là để đốt cái thẹo đi, nhưng mà laser để cho nó hiền cái da lại. So a healing laser. Ngoài cái thẹo, Diana was still getting acne, vẫn có mụn, mà cái mụn đó là cái gốc của cái thẹo. So Hạnh phải trị cái mụn trước, rồi so làm cho cái mụn nó biến đi bằng cách làm cho cái da nó hiền lại. Mà nó hiền lại là từ trong. So Diana lost weight, she looks better, healthier, không có cái mụn nó teo đi, cộng với là thuốc với cái laser, now thẹo đó không thấy được nữa. So now Diana, how do you feel? Because I don't see any scar, I don't see anything. You just look normal. I feel for the first time like normal, and I feel really awesome actually. Like I lost, I think about maybe between like 35 to 40 pounds. That's so far. A lot. Yes. Wow. I was really big. I was a pretty big girl. I'm still a little big, so I'm still continuing good to eat well. And I just the difference between what I was doing before and what I'm doing now, like I feel so much happier. I feel so much more at peace. I feel like I can go out now and take pictures. Like I avoided pictures for the longest time. And now I feel like I can take a picture. And conquer the world. I think your business too. Yes, yes. Yeah, just if you could hang on a minute, I really want to translate that. Thưa quý vị, là sau những lời mà bác sĩ chia sẻ thì Diane cũng có nói rằng là
cô không những là cảm thấy mình là một người hoàn toàn khác bởi vì cô đã mất hết 30-40 pounds, mà cái điều quan trọng là cô cảm thấy bây giờ mình dám chụp hình bởi vì đã biết bao nhiêu năm rồi không dám chụp hình, và mình cảm thấy tự tin hơn và trở thành một người bình thường. Và cái chữ bình thường đó nó rất là quan trọng. Then, like, share with me if you may, you know, how it affected your personal relationships in the past, how it made you feel, and how it has lowered your confidence, how it has affected not just in the workplace, but in the private space. Wow. Well, I really actually had to think about that because I didn't realize that like my keloids were connected to like everything that was going on even in my body. Even the weight, yeah. Like the weight, now that I think about it, mm-hmm. the keloids, the weight, not me taking care of myself, yeah. was pretty much like a symptom that I wasn't like loving myself, and right. I wasn't appreciating myself and taking care of myself. And these were just like manifestations of what was going on inside. Right. And in terms of my private relationships, this is a little embarrassing, but I've been like single for like 12 years because I never had like the confidence to date. I always thought like if I went on a date, then it would, the only thing they would look at were like my keloids. Right. Yeah. Thank you for sharing with us that. Dan, đã là đã 12 năm rồi là cô đã không có bạn trai là bởi vì cảm thấy giống như là mình cái nhan sắc của mình nó không có, và vì người đàn ông họ thường để ý thành được cô không có sự tự tin, và cái sự tự tin đó đến với cô không phải vì keloids mà bởi vì cái keloids nó làm cho bên trong của cô không cảm thấy mình cần phải tự giúp mình nữa. Thành thử là khi mà cô chữa trị cái vấn đề keloids đó, nó làm cho tâm lý cô thay đổi luôn. Cô có cái vóc dáng thon gọn hơn, và vì vậy cô cảm thấy tự tin cả trong công việc. Cho Hạnh xin nói một lời đó, là job của Hạnh đó không phải là bác sĩ thẩm mỹ, là chị bên ngoài thôi. A lot of time Hạnh spend in consultation với khách đó, I try to hiểu cái tâm lý của khách để Hạnh giúp cho khách hiện được cái hiệu quả như ý. Hiệu quả như ý không phải là chỉ là cái đẹp bề ngoài, because sometimes khách đến với Hạnh là they have some personal issue. Tới lúc đó khách mới như là push muốn làm cái gì cho mình để thay đổi, với cái hy vọng rằng là nó sẽ thay đổi cái personal issue. So một trong mấy phần bổn phận của Hạnh đó là I have to hiểu cái tâm lý của khách. So I'm so happy that Hạnh helped Diana. Tại vì I saw that Diana was overweight. She wasn't taking care of herself. Mà mẹ nói, gia đình nói, and it didn't get through to her. Nhưng mà Hạnh nói, somehow, tại vì Hạnh hiểu được cái tâm lý của Diana, I communicated một cách nào đó, it got through to her. Plus, it helped her with the outside result. Nên there's a whole transformation. Nó thay đổi bên ngoài mà bên trong. Because now Diana's confident, and I'm sure she will be dating. Then the doctor was sharing with everyone how, you know, for her job, it's not just how to make you feel or to look better outside, mm-hmm. but also to understand what the real issue inside mm-hmm. each of her clients. We don't have a lot of time, but if you could just share with the audience by looking into the camera and give one advice to young girls like you growing up, not feeling confident, and how they should take care of themselves. Mm-hmm. Mm. Not necessarily with plastic surgeons. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. So how would, like... What, if there's one advice. One advice. That to give it to the young girls growing up, not feeling confident. Mm-hmm. Because they're not taking care of themselves, because they have gotten themselves fat mm-hmm. or not healthy mm-hmm. because of certain genetic differences. Mm-hmm. What would that advice be?
If you had that advice early on in your life. Yes. I would tell the girls, it's really important to know that you matter. Mm-hmm. More than anything in the world, your business, your work, your school, you need to understand that you matter. Mm-hmm. And it's as simple as that. You matter. Mm-hmm. I think that's very... And others can help you, right? Mm-hmm. That to make it better. Vâng. Cái lời khuyên duy nhất cô dành cho những người con gái mới lớn không có có sự tự tin đủ, không có tự chăm sóc cho mình, thì mình nên nghĩ rằng là chính chúng ta quan trọng đủ để chúng ta tự lo cho mình. Và có rất nhiều người hiện giờ kỹ thuật tân tiến có thể giúp cho chúng ta đạt được cái điều đó trong một thời gian sớm nhất. Xin mời bác sĩ. Dạ vâng. MC Trần Hội nói rất là hay. Đó là everyone matters. And nếu mà mình tự thương mình đó, mình sẽ kiếm cách nào để giúp cho mình tiến lên. So there's lots of information on the internet out there. Mình tự tìm hiểu rồi kiếm cách để giúp cho tự mình, tại vì mình quan trọng. Thank you so much for sharing with us your story. Yours is one of the most, for me, revealing stories and why I love doing this job. Yes. And thank you for sharing with us your story, for being courageous and for being very honest with yourself and therefore with the audience. So thank you. Thank you so much. Thanks for having me. Xin quý vị trở lại với một chương trình khác của Skin Zone Khỏe Trẻ Đẹp cùng với Trịnh Hội, bác sĩ Hannah Hạnh Vũ, và hôm nay cùng với một khách mời đặc biệt, đó là cô Diane Bích Phượng. Bye for now. See you later. Kính chào quý vị đến với trung tâm Skin Zone Khỏe Trẻ Đẹp với sự quản lý điều hành của bác sĩ Hannah Vũ với hơn 20 năm kinh nghiệm. Văn phòng chúng tôi có dịch vụ căng da mặt, nâng ngực, hút mỡ bụng, cắt mí mắt, cấy mỡ và mông, ngực và mặt với phương pháp tối tân không cần gây mê, an toàn và hồi phục nhanh chóng. Trung tâm Skin Zone có 22 loại máy laser tối tân khác nhau để chăm sóc da cho quý vị như da nhăn, ruột ruồi, cốc, tàn nhang, nấm, đồi mồi, rỗ, sẹo, tẩy lông vĩnh viễn và xóa sâm. Dưới cặp mắt nghệ thuật và bàn tay khéo léo của bác sĩ Hannah Vũ, quý vị sẽ có được kết quả trẻ đẹp tự nhiên như ý muốn. Văn phòng chúng tôi có chích Botox và filler và kem dưỡng da. Xin quý vị liên lạc ngay với văn phòng ở Santa Ana và Alhambra, California để lấy hẹn tham khảo miễn phí.